Bạn Thúy An có hỏi rằng là hỏi vấn đề về tiền, là có người nói có nhiều tiền thì sẽ trở nên tham lam hơn và bất chấp để đạt được nhiều tiền hơn, còn có người nói là không có tiền thì mới làm cho con người ta trở nên tham lam. Vậy quan điểm của bác giống ai hơn? Các bạn ạ, thực ra là những cái người mà làm kinh doanh thành công ấy là những người có vẻ như không quan tâm đến tiền đâu. Các bạn cứ để ý mà xem. Những người đó có vẻ như không quan tâm đến tiền, người ta coi tiền là một công cụ chứ không phải, tiền không phải là mục đích. Tất nhiên tiền bao giờ nó là quan trọng, đúng không? Bao giờ nó quan trọng, nhưng mà tiền là công cụ chứ không phải là để công cụ để làm gì, để thực thi những cái mục tiêu của người ta, cũng như là công cụ để người ta đo lường về cái sự thành công của mình có được bao nhiêu tiền, có thể là một thước đo về sự thành công chăng, đúng không? Nhưng không phải mục đích người ta là để kiếm thật nhiều tiền, mà mục đích người ta là mang lại giá trị. Chúng ta cứ cứ thử suy nghĩ mà xem, mục đích là mang lại giá trị cho cuộc sống, mục đích là làm được điều đó tốt đẹp, tốt đẹp cho khách hàng, cho xã hội và cho cộng đồng thì tự nhiên tiền nó sẽ đến. Còn nếu chúng ta mà không làm được gì tốt cho xã hội, không làm được điều gì giá trị cho cộng đồng, cho cuộc sống thì chắc chắn là chúng ta chẳng bao giờ có tiền cả, có đúng không ạ? Và cái thứ hai là nếu chúng ta luôn luôn nghĩ về tiền nhiều quá, làm mọi cách để kiếm tiền ấy, thì chúng ta sẽ bị ảnh hưởng đến những cái quyết định cũng như là cái định hướng về sản phẩm, về công việc của chúng ta. Thế cho nên là cái việc mà tham lam hơn thì tôi không nghĩ rằng là đó không phải là một cái sự tham lam theo nghĩa rằng là có tiền rồi lại muốn nhiều tiền hơn nữa, đúng không? Vì thực sự là những cái công ty thành công, kể cả những tỷ phú trên thế giới, họ cũng dành rất nhiều cái thành công của họ chia sẻ lại cho cộng đồng mà, đúng không? Rồi thực sự mà nói ở góc độ gián tiếp thì có thể nói rằng là một cái doanh nghiệp thành công, một doanh nhân thành công thì họ không những là đóng góp về của cải vật chất, về thuế cho xã hội, mà họ còn tạo ra rất nhiều công ăn việc làm, đúng không? Tạo ra rất nhiều những cái cơ hội cho nhiều người khác. Đó, vì vậy cho nên là tôi muốn nói rằng là doanh nhân là một cái lĩnh vực kinh doanh nó khá là khác so với lại cái việc làm từ thiện. Câu hỏi trước một bạn nào đó hỏi đó liên quan đến từ thiện. Vì vậy cho nên là doanh nhân thì làm từ thiện rất là nhiều, nhưng lúc nào họ là doanh nhân, họ phải rành mạch giữa đồng nào là thu nhập, là doanh thu, là chi phí, là lợi nhuận. Và khi họ thành công rồi, họ dùng cái đồng tiền lợi nhuận đó họ để làm từ thiện trở lại cho xã hội, cho cộng đồng. Đấy là một việc hoàn toàn, hai việc hoàn toàn khác khác biệt nhau đó, chứ không phải là đã là doanh nhân thì có thể là thôi bán rẻ một chút rồi thế nào thế kia một chút, đúng không? Rẻ hay đắt nó hoàn toàn là do chiến lược kinh doanh trong thị trường các bạn nhé, không phải là do tham lam đâu. Mà vì nhiều khi ấy, là nếu các bạn thử mà xem, các bạn làm một sản phẩm các bạn không có giá trị, hoặc là các bạn không thấy tạo ra được một cái chỗ đứng trong thị trường, mà các bạn mà thôi vì mình là người có lòng tốt cho nên là mình bán rẻ hoặc là mình bán hòa cho mọi người mà mình không tham lam nữa, thì đấy có phải là một người doanh nhân tốt không, đúng không? Các bạn có thể tự trả lời được mà, có đúng nào? Vì vậy cho nên là cái vấn đề chính ở đây, đã là doanh nhân phải luôn luôn coi trọng cái giá trị, mà cái giá trị, thước đo của giá trị để hiển thị ra bằng vật chất, bằng con số, đó chính là giá cả, đúng không? Giá cả là thước đo của giá trị mà. Vì vậy cho nên nếu chúng ta bán giá cao tức là chúng ta có giá trị tốt, đúng không? Rồi chúng ta có giá cao, chúng ta có lợi nhuận rồi, chúng ta mới có thể chia sẻ lại những cái lợi nhuận đó cho cộng đồng, cho xã hội. Đó là việc, một cái việc hoàn toàn khác. Ok.